Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít đỏ cập nhật ngày 11 tháng 4 2024 giá tăng trở lại. Cụ thể, thương lái mua mít ruột đỏ Indo lá bầu, giá mua tại vườn nha bà con, mít nhất 48.000, trái lấy từ 9kg trở lên, mít nhì 38.000, trái lấy từ 7 đến dưới 9kg, mít 3 giá 23.000 đồng, mít chợ giá từ 9. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.